Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alpha Collection. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về lệnh Revolve. Này, đây là phần coi như phần bản vẽ 2D mình đã vẽ đại và coi như đã dùng để coi như thực hiện lệnh Revolve. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành chọn. Bởi vì lệnh Revolve nó yêu cầu mình á là thực hiện là phải cần có một bản vẽ 2D và cái trục để nó xoay. Này, ra chuột vào lệnh revolve. Đó. Thì lúc này mình chỉ cần bấm vào lệnh revolve và mình chọn phần trục để mình xoay. Ví dụ. Rồi, trục xoay khi mà trục xoay bấm vào axis á, nó sẽ hiện ra là những trục mình có thể xoay. Giống như hiện tại mình đang vẽ cho mặt phẳng là YZ. Đó. Thì lúc này mình chọn phần trục xoay nó sẽ nằm trên mặt phẳng YZ thôi, nó không thể nằm trên mặt phẳng là ZX được. Lúc này mình sẽ chọn trục là ở đây. Rồi. Đó. Phần angle này nó có chức năng là tạo ra là quay theo góc, quay bao nhiêu độ và quay tới mặt phẳng nào hay là tới quay full luôn. Không phải đầy đủ, không có chừa rời gì ra hết. Đó. Như sản phẩm này thì mình sẽ quay theo cái hình thức này. Rồi ok. Đó, thì khi sản phẩm mình vẽ bằng lệnh revolve xong nó sẽ có biên dạng là tròn xoay, nó là khối tròn xoay. Rồi, lúc này giả sử như cái phần sketch nãy mình có rất là nhiều phần vẽ mà mình muốn xoay tiếp. Mình muốn vẽ tiếp thì bây giờ chỉ chọn là mở nó lên cho nó hiện lên, show lên. Là bấm vào con mắt ở đây. Đây, tắt. Ở đây mở. Rồi. Lại tiếp tục bấm vào lệnh revolve. Giờ muốn tiếp tục cho xoay những khối này thì sao? Cũng cứ chọn vào và chọn trục. Chọn trục, mình sẽ chọn trục bên này. Đó, thì bây giờ nó sẽ tự hiểu là cái phần mình cắt á, cái phần này nó giao với cái phần đã vẽ trước đó thì nó tự động hiểu là mình đang muốn cắt sản phẩm. Nhưng mình không, mình chỉ muốn là nó ghép chồng lại luôn. Chồng lại luôn, mình cứ chọn lên. Chọn lên chọn, đây. Đây sản phẩm là sau khi chọn này. Đó, hoặc là mình chọn cái phần trục khác, không nhất thiết là chọn cái trục ở đây. Này, ví dụ. Chọn đây. Đó. Đây, cái phần này thì nó quá nhỏ, nó cũng không thể hiện được gì nhiều hết. Mình sẽ chọn phần trục khác nó xa hơn, dài hơn, như ở đây. Đây là trục Z. Đó. Sản phẩm sau khi tạo ra. Đó, phần vẽ 2D nó sẽ thành cái 3D như thế này. Lõm xuống. Rồi, phần angle. Angle giả sử mình chỉ cần nó là đi một nửa thôi, 180. Đó. Phần độ này nó sẽ dao động từ 1, ít nhất là lớn hơn 0 và tối đa là 360. Cho nên là mọi cái thứ nó rất là tùy biến. Mình muốn vẽ kiểu gì cũng được, chỉ cần mình nghĩ ra được thì có thể vẽ được. Rồi. Nó có thể giúp mình là chạy một bên và chạy hai bên luôn. Đó. Phần còn lại đây. Ví dụ đây. 30 đây. Rồi. Thì nó sẽ tự hiểu là phải tính từ đây chạy lên và ra được phần sản phẩm của mình. Rồi. Phần symmetric cũng vậy. Symmetric thì sẽ là đi đều. Lúc này mình chỉ cần dọn lại thôi. Là 30. Thì tổng ở đây nó sẽ là chạy ra bên này bên trái 30, bên phải 30, lúc tổng cộng sẽ là 60. Rồi, ok. Mình chọn là như cũ nè. 180 đang là lệnh join là ghép lệnh luôn chứ không có cách gì hết. Rồi, trong lệnh revolve vẫn còn, tiếp tục bấm tiếp. Chọn phần mình muốn xử lý này. Chọn trục xoáy. Trục xoay lúc này mình chọn trục này. Rồi. Trục này thì nó sẽ tự hiểu là mình muốn cắt cái vật thể mình đã tạo ra trước đó không. Mình chọn cái vấn đề là intersect. Đó. Thì nó sẽ lấy cái phần dao còn lại. Nhưng mà mình không muốn lấy phần dao bên trái. Mình muốn lấy phần dao bên phải. Phần dao bên phải mà chỉ diện đơn giản là thêm dấu trừ vào trước 180 độ. Rồi, ok. Vậy là coi như mình có thể xử lý thoải mái. Đó,
Nhưng nếu vậy thì cái phần mình giữ lại nó sẽ khá là ít. Mình bỏ đi cái phần lựa chọn intersect này. Này mình có thể ấn thử nè. Đó. Thì bây giờ mình muốn sửa đổi lại cái gì? Vào dưới này. Click đôi vào. Hoặc click chuột phải. Chọn Edit Feature. Đó. Mình đổi qua là chọn là John. Đó. Phần sản phẩm của mình đây. Ở đây mình sửa lại một chút xíu cho nó 100 thôi. Ra tới đó được rồi. Để mình nhìn tiếp sản phẩm cho nó nhìn nó nhiều nhiều thôi. Đó. Rồi, cái phần tròn đây mình chỉnh cho nó xoay luôn, cứ revolve thoải mái, nó là khối tròn xoay mà. Thì cứ chọn nó đây. Và trục xoay lúc này giả sử đây mình chọn ở đây. Nó sẽ báo. Đó, xoay được. Và báo lỗi đây. Thì lý do báo lỗi là tại vì là cái trục xoay của mình nó nằm cắt qua cái đường cái phần diện tích của nó, cho nên thường cái trục xoay là phải chọn cách ra xa cái phần diện tích đó thì mới xoay được. Đó, cái báo lỗi đây. Cho nên bây giờ mình bỏ cái phần trục đã chọn, chọn phần trục khác. Rồi. Phần trục này nó sẽ tự hiểu là lệnh cách luôn, ok luôn. Đó. Xong. Rồi. Thì lúc này mình xong, giả sử là xong phần bản vẽ mình đã muốn rồi. Lúc này chỉ việc là tắt cái phần sketch này đi để nó đỡ rối mắt thôi chứ không có gì hết. Đó. Rồi, tới đây có thể là cơ bản là xong và lệnh revolve. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video này. Hẹn gặp vào lần sau, mình sẽ giới thiệu thêm những lệnh mới.